Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ủng hộ toàn dân Mộ Tài. Đủ hết chưa? Không, tức là bây giờ em muốn hết là vào. Hay vào cái thôn nào ngay rồi em cho em đón đi, tại có cả lãnh đạo ở tỉnh xuống mà. Đây là của xã. Đây ạ. Đang chờ chúng ta về đây này. Đến liên đoàn tỉnh lên trao tặng quà nhé cho mọi người nhé. Xe chở hết không? Hết thừa nhỉ? 2 tấn hàng. Thì thảo điện cho nhà kia chưa? Chồng ơi. Cái lấm này nó để đá rồi. Vâng, cái lấm này để đá rồi. Để đá rồi. Bây giờ nếu không ăn đến là mình cho vào tủ đá luôn. Chắc lo. Ăn thì ăn. Còn bây giờ nếu mà ăn là phải bỏ ra ngay. Ăn thì bỏ ra. Còn nếu mà không ăn mà cứ để ra ngoài là cũng hỏng mà. Bởi vì người ta bắt buộc người ta phải cấp đông để. Để có để được lâu anh ạ. Lấm này nhiều khi để đông nó quá nó hơi u u đấy. Để cấp đông bao giờ nó cũng phải mất mấy ngày. Đúng rồi. Để cấp đông thì hồi nó mất bây nhiều giờ thời gian. Đội trên Mao. Thế nhưng mà mọi người lại cứ nghĩ là bảo hay là một đêm kể cả bác Hạnh đây hôm nay là người trực tiếp là từ trong năm vừa. Đúng chưa bao giờ lấy một đồng nào của thành này, mình phải hiểu là cái tiền xuất xe không ai để cho được. Còn cái này vừa đây có bên công đoàn tỉnh có về không? Đó. Công đoàn tỉnh có vừa về đây anh? À? Công đoàn tỉnh. Công đoàn tỉnh. Đây là của Hải Dương mà. Liên đoàn lao động tỉnh. Liên đoàn lao động tỉnh tặng. Nhiều xe đấy à? Đây liên đoàn đâu? Trứng thôi. Ông Bảy à? Ông Cường ơi. Ta trứng không? Đây liên đoàn lao động tỉnh tặng đây quà đây. Em ơi, đi ra phải cao. Liên đoàn lao động tỉnh tặng cà chua với cả nước ngọt với cả gạo. Toàn thể bà con nhân dân Mộ Tài. Cà chua này. Hôm nay nhiều cà chua nhỉ? Ờ. Thế này là quả táo tốt, nó đều đều nhau. Vậy đây. Cà chua để đây thì phân bổ đi. Yeah.
Thì Thảo gặp người quen. Áo xong chưa? Đâu, chứng chưa? Đâu chuẩn bị được cho một mình. Em làm thử cái đấy thôi, còn bật cái này, bật cái này chứ cái bật đây 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 đ